Chào bà con, chào các bạn. Mời bà con và các bạn lại cùng chúng tôi hôm nay lại tiếp tục đi tìm những cây sưa đẹp, những cây sưa đẹp đủ tiêu chuẩn để thu mua. Đây, một cây sưa này rất đẹp. Cây sưa này được gọi là cây sưa đẹp nhất. Cây sưa được cây sưa đẹp nhất mà to nhất hiện nay ở Bắc Giang. Cây này vanh của nó đã trên 100 rồi. Vanh trên 100. Cây sưa được hơn 20 năm. Cây sưa rất là đẹp, phòng chủ nhà đã cấy cả phong lan lên cây sưa. Bà con và các bạn xem, một cây sưa rất đẹp, đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu Trung Quốc. Còn bây giờ chúng ta đến thăm một cái vườn sưa này, gia đình đang gọi bán. Đây, vườn sưa của một hộ nông dân của miền trong đang gọi bán. Chúng tôi đã có mặt để xem. Thế nhưng những cây sưa này rất là cũng rất là cao thẳng nhưng mà không được to lắm. Đây, bây giờ vào trong vườn. Trước mắt chúng tôi là những cây sưa không được to lắm. Đây, những cây sưa này thì nó chỉ vào vanh 50 thôi. Cây to nó vanh 60 mới vanh 50. Nhưng chủ nhà đã gọi bán cho anh em chúng tôi. Gọi chúng tôi đến thu mua. Cũng tả là cây rất là to, cao, dài và trồng được những 16, 17 năm. Nhưng chúng tôi đến thực tế là những cây sưa với đường kính mới chỉ được có mười mấy phân, vanh mới vào 50, 60. Rất là buồn. Chúng tôi đi đường xa xa xôi đến đây để thăm được những vườn sưa không được như ý lắm. Cho nên bà con và các bạn lưu ý, nếu xem những video như thế này mà tôi đã thông báo là chúng tôi thu mua những cây sưa lõi phải đạt được 10 phân trở lên, chứ không phải là đường kính lõi, chứ không phải là đường kính cạo vỏ 10 phân. Bà con và các bạn lưu ý là đường kính lõi từ 10 phân trở lên chúng tôi mới thu mua. Những cây như thế này không đủ điều kiện, những cây này chỉ mua về để trồng thôi. Anh em chúng tôi cũng khoan kiểm tra một vài cây. Đấy, những cây sưa rất là nhỏ. Những cây này thì bây giờ nó mới gọi là có hình thành lõi bằng cái ngón tay ngón chân thôi, nên chưa không đạt yêu cầu. Những cây này hầu như nếu có bán thì cũng là rất rẻ mà chỉ mua về để trồng lại thôi, trồng làm cây công trình, làm cây bóng mát chứ chưa lấy được lõi. Bây giờ hai anh em thợ còn khoan một cây này rất đẹp à. Đây này, buồn vì không mua được cây sưa nào. Chúng tôi các anh em thợ đã biểu diễn hai người cùng khoan một cây chơi. Đẹp đấy. Những cây to, lõi to và cây to đủ tiêu chuẩn chúng tôi sẽ khai thác ngay. Đây, như cây này chúng tôi tiến hành cho anh em đào ngay. Những cây như này là rất là giá trị. Những cây này là vanh nó đã vào trên 100 rồi. Rất là đẹp. Chúng tôi thu mua được những cây đủ tiêu chuẩn như thế này thì là mới thu mua. Còn những cây như vừa rồi kiểm tra là không đạt yêu cầu. Những cây nào đạt yêu cầu chúng tôi sẽ thu mua hết. Chúng tôi đã thu mua được một đống, một lượng, số khối lượng khá lớn. Chúng tôi thu mua về cho anh em thợ ở nhà tiến hành đẽo lấy lõi, làm sạch rác.
Cây dài 13,5 m. Bộ phận anh em ở nhà đẽo như thế này là cũng là một bộ phận chuyên môn. Chỉ có đẽo ở nhà đẽo thôi, làm sạch rác thôi. Còn bộ phận đi khai thác là chỉ đi khai thác thôi. Nên các thợ khai thác thì không đẽo được, mà các thợ đẽo này cũng không khai thác được. Thành riêng hai bộ phận. Những cây xưa này là đẽo xong là để chuẩn bị cho vào kho xuất khẩu đi sang Trung Quốc. Chúng tôi sẽ dồn hàng để chuẩn bị đi chuyến hàng đi Trung Quốc. Bây giờ ở kho bãi cũng đã tương đối nhiều rồi, đang chuẩn bị hàng để một chuyến hàng đi Trung Quốc. Đây là ở kho bãi, nhân viên kho bãi, thư ký, kế toán ghi chép từng mã, từng số, từng cây một. Bộ phận ở kho bãi là bọc giấy bóng, niêm phong bao giấy bóng, quấn giấy bóng thành từng nô, từng mã một. Rất là cẩn thận, đánh dấu từng mã, mỗi mã bao nhiêu cân là đều phải ghi chép, dán vào mã. Những lô hàng như thế này đang chuẩn bị để lên đường sang Trung Quốc. Những công việc này chị em phụ nữ làm rất là phù hợp. Ở trong kho bãi chỉ quấn, băng dính và kiểm kê, ghi chép số lượng. Những cây xưa đẹp để riêng, những cây xưa loại 1, loại 2, những cây xưa này là rất đẹp đây. Những lô hàng như thế này là đã chuẩn bị để đi sang Trung Quốc. Chúng tôi trong tháng này chúng tôi sẽ xuất khẩu đi Trung Quốc. Những cây xưa đẹp vẫn còn đang chờ để đi Trung Quốc. Đây, cây xưa này rất là đẹp, rất giá trị, vẫn còn đang chờ, chưa được khai thác. Cây này vẫn là được cây làm mẫu. Hiện nay cây này đang có giá 300 triệu. Cây này 300 triệu chúng tôi vẫn đang để dành. Bà con và các bạn xem video, hãy đăng ký kênh, chia sẻ để được xem các video tiếp theo. Xin chào bà con, chào các bạn.